chào mọi người, tôi tên là Tấn Phong, tôi đến từ nhãn hàng Tôn Sắc. Chuyến xe đổi đời của chương trình đã đi qua được nhiều tỉnh thành và giúp đỡ được nhiều hộ khó khăn và đầy nghị lực. Bản thân là người dẫn đường, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi cũng đã chờ đợi chương trình cơ hội đổi đời có mặt ở thành phố Trà Vinh để có thể giới thiệu đến mọi người một gia đình có nghị lực như thế. Ngay bây giờ, tôi sẽ bắt đầu hành trình của mình. Dạ, con chào ông. Dạ. Dạ, chào ông, con từ ở chương trình Cơ hội đổi đời. Dạ. Con xuống thăm hỏi gia đình của ông. Dạ. Hiện tại ở đây ông đang sống với ai ở đây ạ? Sống với cháu nội con gái. Dạ. Giờ cha nó làm để ông nội nuôi đó. Dạ. Ông năm nay được nhiêu tuổi hả ông á? Dạ, 83 rồi. Bình thường mình ở gì thì cái lúc mưa gió rồi nó có bị nó tạt cái tùm lum á, rồi nó chưa cán chịu như thế chứ. Gia đình em có 4 người, gồm cha, anh hai, ông nội và em. Em không có mẹ. Mẹ em bỏ em từ nhỏ. Cha và anh hai đi làm hồ ở thành phố. Lâu lâu cha mới về một lần. Con nhớ không biết sao giờ về nhà thì không có chuyện làm. Làm một ngày nghỉ hai ba bữa rồi lấy gì ăn. Tôi là già ở bên nhà nước hỗ trợ cho tháng được 270. Tôi đi bán 2 giờ lặng đi bán thêm. Một chục được 80 ngàn. Tôi uống thuốc mỗi ngày. Đau tê cái tay chân đó. Năm nay nó 2 năm rồi. Sống qua ngày có cô mà cô cháu ăn cháo vậy đó biết làm sao nó cuộc sống giờ nó khổ cực quá rồi gán chịu vậy buồn trong lòng mà thôi vì nó học cũng qua quả có bằng khen họ. Em mong ước được có cái bài học mới để học tập tốt hơn. Gia đình em khó khăn quá nên em phải nghỉ học để làm phụ cha. Dạ, em học hết lớp 8 rồi em nghỉ. Ông nội em á già rồi, còn con bé thì nó nhỏ quá. Nhà dưới thì nó cách hết trơn, mỗi lần mà trời mưa gió thì trên đây sợ lắm. Sợ dưới nó mưa gió nó sập, mấy cây cột nó nứt hết trơn. Nhà tôi ở mỗi ngày là nhà nước cho 15 năm. Nhà cửa giờ nó dột hết rồi, không có dắt gì hết, mưa nó tạt. Ông cháu né vậy nó có làm gì được. Mưa tạt không biết đi đâu, giờ tôi gá ngủ. Cha em có bị xuất huyết bao tử. Đợt trước lúc mà cắt phi á, cha em đi tắm, rồi cha em ối ra máu. Vài năm trước thì có dây có nợ ngân hàng chính sách 15 triệu, đến nay chưa trả được. Cha, em cũng thường hỏi cha sống thành phố như thế nào, nhưng mà cha không nói. Em sẽ cố gắng học tập tốt, có học mới thoát nghèo được. Cũng hãy cố mà để làm kiếm tiền gửi về quê.